Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biêu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Theo nghị định này, thì quy định mức phạt tiền là từ 10 cho tới 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, Cụ thể, quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin của suý các thủ tục mê tín dị đoan, dâm ô, đồ trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ, hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn cũng bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia. Ngoài phạt tiền, nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.